Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các đồng chí, chào các bạn. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài, đặc biệt là đài, các đồng chí vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Các đồng chí kết bạn Zalo với mình cũng theo số này để ta tiến hành giao dịch cho nó đỡ tốn thóc, hân hạnh được phục vụ. Giới thiệu tới các đồng chí một chiếc âm ly của hãng Hùng Loa Việt Nam. Hãng Hùng Loa Việt Nam đã đạt 9 năm liền hàng Việt Nam chất lượng cao nha, hội chợ. Đấy, đây này. HLOV có model là Pro 200. Pro 200. Chiếc âm ly này chạy điện 220V. Được nhà sản xuất trang bị cho 8 con sò. Tên của con sò là D718 và B688. Mạch Echo thì zin của nó là chạy con 0306. Ở đây mình đã thay cái mạch Echo khác vào, đó là mạch Echo sử dụng con IC huyền thoại M50195 và mình thay vào mình kiểm tra hát karaoke thấy nó mượt hơn rất chi là nhiều nha. Mạch Echo mà được sử dụng con IC 0306 thì cái con 0306 cái ưu điểm nổi bật của nó là nó thích rú rít, rất hay rú rít. Chính mà không khéo là nó rú rít. Nó không lành tính như cái con 50195 này nha. Con 50195 này nó cũng rú rít khi ta dí mic vào loa. Thế nhưng mà chẳng ai lại đi dí cái mic vào loa cả. Đúng không ạ? Đấy. Thế mà không dí mic vào loa thì đương nhiên rồi, nó không rú rít. Nên là hát karaoke nó khỏi phải suy nghĩ nha. Tất cả các chiếc ép và công tắc thì đã được thay mới. Đấy. Thì nếu mà nó mà có lẹt xẹt thì chắc cũng phải một thời gian nữa nha. Ít nhất là cũng phải vài năm nữa nó mới lẹt xẹt. Đấy. Đang hoạt động tốt. Trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Chiếc âm ly này thì nó có thể chơi một đôi nhá, chơi một đôi với đường kính bát 30 cm, thế còn bát 25 thì thôi khỏi về bản nhá. Đấy. Đấy, chơi được một đôi với đường kính bát 30 cm nhá, một đôi thôi. Đấy, một đôi tức là hai chiếc, theo cách tính của người ở dưới xuôi một đôi là hai chiếc nhá. Đấy, ở cái mặt này đằng trước này đấy, hai bên đồng hồ hiển thị kênh trái và kênh phải lép và dài. Tổng thể mặt tiền thì nói chung là như thế này là còn đẹp và độc lệ. Chiếc âm ly này cái thiết kế rất chi là giống Tây nhá, thiết kế của nó rất chi là giống Tây, và mời các đồng chí vào bên trong để xem giống Tây nhá. Đây này, những chiếc âm ly của Tây người ta thiết kế mình rất lạ cái mắt so với những chiếc âm ly của ta. Thế nhưng chiếc âm ly này là chiếc âm ly của ta, thế nhưng mà lại thiết kế rất chi là giống Tây. Đơn giản nhất là cái tỏa nhiệt có cánh 1 2 3 4 5 6 7 8, tỏa nhiệt có 8 cái cánh. Mà tỏa nhiệt có cánh này thì ta chỉ nhìn thấy ở âm ly Tây thôi nhá, âm ly của Tây thôi. Thế còn tỏa nhiệt những chiếc âm ly thông thường nó có cái cạnh này. Đấy, nó không có cái cánh như thế này. Cánh này là ví dụ người ta nhìn thấy ở Pioneer nhá, là hay gặp những chiếc âm ly của Nhật Bản là có cái cánh như này. Đấy. Biến áp nguồn cũng vậy. Thiết kế rất giống Tây. Đấy. Vỏ cũng vậy. Vỏ thì ở dưới đáy này ta có thể tháo được cái nắp đáy này ra. Để là ví dụ như chẳng may mà nó mà cô trục trặc tháo cái nắp đáy ra phát là coi như thế là đo đạc kiểm tra không phải gì cả. Không phải như những chiếc âm ly khác là cái đáy không thể tháo ra được nhá. Đấy, nên là mình bỏ cái chiếc âm ly này, thiết kế rất giống Tây. Và điều nữa là rất giống Tây là ở cái chỗ nó lại còn có nguồn ra. Đây này, nguồn vào rồi nhưng nó lại còn có cái ổ cắm để cho cái thiết bị khác cắm vào đây, không cần thiết phải cắm vào cái ổ điện nữa, cắm vào đằng sau âm ly này cũng lấy được điện ra. Đấy. Còn đây là mạch công suất của nó, mạch công suất, mạch nguồn, mạch dây leo bảo vệ. Thì ở đây cái phiên bản này nhà sản xuất coi như là gói gọn vào trong một bo này. Đấy, HLOV này, ISO nhá, tiêu chuẩn ISO 9001:2000 nhá. Đấy, còn chữ ký đây là chữ ký chắc là của người kiểm định kỹ thuật đấy nha. Đấy. Hai con gì đây? Hai con đèn ổn áp cấp điện cho mạch tiền khuếch đại, cũng được bố trí hai cái tỏa nhiệt có cánh. Đây một con này, đây một con này. Đấy. Còn hai cái thằng cu này là lọc điện cho cái thằng này. Cái thằng cu này nó ra điện thì cái thằng này nó lọc điện nha. Đấy. Sang đến bên đây. Đây là những cái con sò công suất của nó đây. Đây. 1 này, 2 3 4 5 6 7 8, 8 con sò công suất đây. Đấy. Hai con tụ lọc nguồn này vẫn còn zin.
đây này, HLUV này, HLUV này, đấy, tụ zin. Điện áp chịu đựng là 63V và dung lượng là 10.000 microfarad. Và đã kiểm tra, đây, đã kiểm tra này. Băng chặn chặn nhá. Đấy, không có phùi gì cùng kìa. Đấy. Đây, diode nắn đây. Đây giờ leo bảo vệ đây. Đây giờ leo bảo vệ đây. Đấy. Sang lên bên trên này, sang lên bên trên này là mạch quắc hiển thị đây. Đấy, mạch quắc đây. Đấy. Volume master đây, volume master đây. Còn đây là mạch micro. Mạch micro. Đây, mạch micro HLOV này, chữ đỏ này. Đấy, ISO 9001:2000 này, HLOV chữ đỏ này. Đấy. Còn mạch echo này là mình thay của cái hãng khác vào nhá. Thì cái mạch echo này nó sử dụng con IC50195. Đây. 50195 nhá, đây, con này này. Tối quá. Để nên xoay xoay làm nào mà xoay được kỹ. Đây. Để cái điện thoại vào đây. Đây 50195 đây. Đấy, dừng hình zoom lên nhá. IC50195 đây. M50195 đây. Đấy là hát karaoke là sướng lắm, sướng lắm. Đây là mặt đằng sau của nó đây, mặt đằng sau của nó đây. Đấy đây. Công suất nhà sản xuất đưa ra là 500W à? Đây 500W này. Đấy. Đấy, hay là 500W này là đây này, còn 200W là 4 ohm nhá. Đây này. Trở kháng 8 ohm. Đây. Đấy. Tem của HLUV này. Còn đây là cái khu vực rắc ra rắc vào. Đây, cầu chữ U chữ ớ mình đã thay mới hết này. Đây này, thay mới hết sáng loáng này. Đấy. Hai cái hồi này bằng nhựa nhưng mà lại bằng nhựa nhưng mà lại sơn giả gỗ. Đấy, tạo vân giả gỗ. Đấy. Tạo vân giả gỗ này nhìn rất chi là đẹp đúng không ạ? Đấy. Độc đáo, thiết kế rất chi độc đáo hai bên hồi. Hồi nhựa ấy, cái này bằng nhựa đấy. Đấy, cái này bằng nhựa. Đấy, đây nhưng mà sơn tạo vân giả gỗ. Đấy. Đây, ui, nặng lắm. Đây là mặt dưới của nó đây. Đấy, sơn sần này. Đấy. Đấy. Chân cái chân thì còn làm bằng nhựa nhựa trong chứ không phải nhựa đen. Ta có thể tháo được cái chân này ra. À, ta tháo được cả cái nắp này ra. Cái chân này thì đương nhiên tháo rồi. Tháo được cả cái nắp này ra. Đây này. Ốc này. Đấy, ốc để tháo cái nắp ra đấy. Đây. Đây. Đấy, ví dụ như sửa chữa là tháo cái nắp ra là đo đạc được ngay. Đấy, nó thiết kế nó lại khác hẳn so với những chiếc âm ly khác đấy đâu. Mình mới bảo là cái âm ly này nó thiết kế rất chi là giống Tây nhá. Đấy. Đây là cái nắp của nó. Đây, nắp zin của nó đây. Đấy. Đây. HLOV audio nhá. Thì xin thưa với lại các đồng chí, báo thóc luôn và ngay vì cái tiêu chí của mình không phải úp mở mở cái gì cả, mình không phải tuổi mèo nhá, không phải tuổi mèo, thế là mình bán hàng ấy là về cái vấn đề giá tiền nó không phải úp mở nhá, không phải giấu như mèo. Đấy, nhưng còn giấu như mèo giấu gì thì cái đấy thì chịu. Chiếc ampli ngày hôm nay như này đang hoạt động tốt, nghe nhạc tốt, hát karaoke tốt, mình cung cấp với một mức giá là 650.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển nhá. Thì mình đấu thì nói chung là mình thấy là một đôi loa ba tấc là nó chơi tốt. Thế còn chơi tốt hơn là loa 2,5 tấc là đẹp nhất nhá. Đấy, thì chơi ba tấc mà nhiều khi mà lại chơi kiểu song hỷ lâm môn đi thì nó ảnh hưởng đến cái tuổi thọ, chứ còn nếu mà chơi cái đôi loa với đường kính bát 2,5 tấc ấy, tức là 25 cm ấy, thì không phải suy nghĩ gì cả nhá. Đấy. Nhắc lại với lại các đồng chí, chiếc âm ly HLOV có model Pro 200 đang hoạt động tốt, nghe nhạc tốt cũng như hát karaoke tốt. Mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất quả đất. Đó là 650.000 đồng nhá, 650.000 đồng. Thì chiếc âm ly này mà bóc tách ra thì mất 80.000 là gì rồi? 80.000 tiền thùng xốp rồi, đúng không ạ? Đấy, thì chỉ còn qua 570.000. Đấy là theo cách tính của người ở dưới xuôi, 570.000 cộng với lại 80.000, 7815 mà, thì có phải là thành 650 không nhá. Chỉ còn có 570.000 chiếc âm ly như thế này để mình thu về, trừ tiền thùng xốp đi rồi mình thu về 570.000. Đúng là một mức giá rẻ nhất quả đất, không thể rẻ hơn được nữa nhá, không thể rẻ hơn được nữa. Thế là cũng tha thiết các đồng chí, nếu mà ưng cái bụng thì Trần Văn chốt, và Trần Văn chốt thì đồng nghĩa với lại chuyển thóc, và khi chốt thì cũng tha thiết mong là không nên mặc cả nữa, vì mặc cả cũng không bán.
nhá. Nhưng còn những cái chiếc âm ly mà nó sửa chữa rồi thì không nói làm cái gì cả. Còn âm ly đây là chỉ có thay chiết áp và công tắc, còn mạch công suất, còn zin, nguồn zin này nọ các thứ là zin. Thay mỗi cái công tắc với chiết áp. Thế còn cầu chữ U với đám rắc thì nó lâu ngày nó kém rồi thì đương nhiên là phải thay những cái đấy, mà giữ zin thì về nó tiếp xúc nó kém về nó lại lệch kênh bên to bên nhỏ thì hỏng hết bánh kẹo nhá. Thế còn trên thực tế thì có rất nhiều đồng chí bên to bên nhỏ là chuyện rất bình thường. Đấy, nhưng mà không phải mua của mình. Chứ còn nếu như mua của mình thì mình kiểm tra ngay, nếu như bên to bên nhỏ là mình phải điều chỉnh ngay nhá. Đấy, để làm sao mà cho nó cân bằng. Đấy, chứ còn nếu mà nghe mà bên to bên nhỏ nhiều lúc nó cũng gọi là khó chịu. Đấy, nên là mình biết được cái vấn đề đó nên là mình đã kiểm tra rồi. Cân vế nhá, cân vế. Thôi thì xin phép dừng clip ở đây để chuyển sang đài thôi. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci. Merci beaucoup.